Rồi, anh chào Trung. Dạ. Mẹ đâu rồi? Mẹ Kêu mẹ ra đi. À, anh chào cô. Cô đang làm gì mà tốn mồ hôi hết trơn vậy? À, đang mẹ em mới ăn xong. À vậy ngồi xuống anh hỏi thăm cái. Sao mà đợt này ốm dữ vậy? Dạ, thấy cũng vậy mà. Nhẹ hả? Dạ. À, ốm như xưa. À rồi thi cử sao rồi? Dạ xong hết rồi anh. À, rồi kết quả sao báo anh nghe coi. Dạ đem lấy giấy À, lấy em cũng quên mất tiêu rồi. đấy. Cô có đi làm không cô? Mà có mới làm qua này. À, mới làm được 2 bữa hả? Dạ. À. Hồi chú là điện là đang đi làm. Dạ. À, đã. Rồi làm cô nghỉ trưa hay sao? Dịch chưa? Dạ dịch chưa. Chiều lại đi làm tiếp. Dạ. Dạ, làm Tại sao? gần đây mà. À, gần ha. Trên cống mà. Rồi à, mấy tháng dịch làm sao? Thì ở nhà nó đâu có cho mình đi tới đâu mua đồ đâu. Dạ, rồi có tiền xài không cô? Thì cũng cũng có lấy chút đỉnh ăn xài. À, lấy tiền mà cho được trước ha. À, Dạ, rồi dạ. xài tới tiền chừng mình làm có tiền đập vô. Dạ, có tiền thì bỏ vô lại, bù vô lại. Dạ. Dạ, nhà nước có cho được nhiều ít không? Nhà nước hả, cho có 30 kg gạo rồi xong rồi đó. À, không có cho tiền hả? Không. À, không được giống ở Sài Gòn. Sài Gòn cho quá trời luôn. À, Dạ. thì gòn thì nhiều. Sao em? Dạ em thi được tổng trung bình là toán là được 7, ngữ văn là 6.5, ngoại ngữ là được 5, bài tổ hợp là được 8.08. Vậy là tổng cộng 3 môn được nhiêu? Dạ tính điểm trung bình em chưa tính nữa, hình như là 7, Bảy. 11, 11, 18.5. À, là đầu trường nào? Dạ em đăng ký có một trường mà em thiếu 0.25 tại môn sử của em không có đủ. Môn sử em thiếu 0.25 nên em không có vô được trường đó. Vậy giờ em học trường nào? Dạ em đóng tiền học cao thắng luôn rồi ạ. Ừ, cho anh coi cái bảng điểm đấy anh. Dạ. Đó, Đây, em em đưa đi. À. Là Nguyễn Văn Trung này. Điểm 3 môn đó. Toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Cái này là không có đạt cái trường trường em thi là trường gì nhỉ? Dạ em thi là trường Đại học Cần Thơ. Em thi đại học Cần Thơ mà không đạt hả? Rồi xét tuyển vô cao thắng hay sao? Dạ em sẽ tuyển vô cao thắng. Là cao đẳng. Dạ cao đẳng cao thắng. À, là ngành gì? Ngành bữa hôm nhóm em đăng ký hay điền hả? Dạ em học điện. Điện lạnh hả? Dạ điện công nghiệp. À, quận 2 thiếu không phải 25 mà đầu được đại học Cần Thơ Dạ rồi cao thắng xét rồi có kết quả chưa? Dạ rồi em đóng tiền học rồi À vậy á hả? Học em sáng này em đang học. học online Dạ à, em học được lâu chưa? Dạ em mới học được bữa hôm nay à. Mới học có hôm nay hả? Mới thứ Dạ hai là vô học hả? Dạ À, còn họ thông báo kết quả rồi mình nhập học online vậy luôn, Dạ đóng tiền thì đóng qua mạng luôn. Dạ À, đóng nhiều chứ em? Dạ đóng hết 5.810.000 vậy. À vậy hả? Còn cũng chưa có lên trường luôn ha. Dạ em có lên lần cũng lâu rồi. À, lên từ trước dịch đó hả? Dạ Nhưng à, anh hỏi thăm cái là hai mẹ con tiêm chưa? Dạ em tiêm, hai mẹ con em tiêm được 1 mũi rồi. Ờ, gắn tiêm 2 mũi để khi mà đi lên Sài Dạ Gòn nhập học á, mai mốt Dạ đi học thì phải có tiêm rồi mới đi Tại học. vì mình tiêm Mỹ thì chưa có tiêm lần hai. Ghê vậy, tiêm tới Mỹ luôn hả? Yeah. Ờ, ngon rồi. Tiêm Moderna hay là Pfizer? Mình Mỹ á À rồi. dạ. À, tiêm được 2 tháng chưa? Dạ Tiêm tháng mấy rồi hai đó. tháng 9. Tiêm tiêm ngày 2 tháng 9. Dạ tiêm ngay lễ luôn. À, vậy thì cũng cũng chưa đâu, giờ mới có mười mấy tháng 10 là mới có tháng rưỡi à, chắc phải 2 tháng mới tiêm lại. Nhưng mà thấy Long An mình đợt này dịch cũng ổn rồi đó. Dạ Ừ, đợt này đợt mà thì dịch. mấy người cao tuổi là nó tiêm mũi hai hết rồi đó, Dạ. cũng Mỹ đó, thuốc Mỹ đó. Dạ. Rồi dịch cái xung quanh khu vực mình có bị ảnh nặng không? Dạ ở đây thì có phong tỏa nhưng mà cũng không có gì hết. Ừ, người tử vong cũng khó hả? Dạ không. Ừ, vậy là may rồi.
chứ khắp mọi nơi mà là đều không có cái nó không cho mình xã nào ở xã đó chứ không dạ có đúng gì. Rồi đúng rồi thì cái quy định đây là ba làng ba dạ. Cái xã rồi rồi ăn uống làm sao ăn người ta uống. Đem cho hay là đi mua được dạ đi điện người ta đem tới dạ vậy thôi cũng được ha mà mình mua phải mua lần mấy trăm ngàn nó mới đem tới 100-200 ngàn không có đem đâu dạ rồi cái hùng lại thuốc 3-4 tháng dịch vậy có đói không có thiếu ăn không cô cũng lấp đổi qua ngày à dạ được không có gì hết đắp đắp lấp vàng vậy thôi rồi anh hỏi trong cái là dạ. Học online gì máy móc làm sao dạ em điện thoại em học online à điện thoại học được ha dạ rồi học vậy có khó khăn gì không dạ nói chung là tại vì cái điện thoại của em nó cũng chứa tệp nhiều quá rồi cái nó bắt đầu nó bị chậm chứ cũng không có gì hết cái điện thoại đâu có nhiêu tiền điện thoại cũ quá 2 triệu à, à điện thoại cũ dạ. Đúng không dạ cũng cũ cũ cho nên là học nó cũng khó đó vậy là đăng ký có một mình Đại học Cần Thơ vậy thôi ha dạ tại vì em em có trường giới thiệu nhưng mà tại vì nó học lâu với tiền nhiều quá nên em không có học học phí nhiều phải không dạ trường khác có gửi kết quả giấy báo về dạ giống như là em có xem thông tin của các trường tuyển dụng á là nó có mấy cái trường điểm thì đủ nhưng mà học là 4,5 năm một học kỳ là tới 10 mấy triệu luôn thì cũng có tiền dạ đúng rồi mấy cái trường đó thì họ cái việc mà họ tuyển sinh họ gom thí học sinh vô thì nhiều dễ lắm dạ. Nhưng mà tiền thì học phí cao dạ học phí cao em thi Cần Thơ là em thi cái gì vậy dạ em thi ngành luật thi luật dạ của ha thiếu 0,5 là đầu luật thì sau này đi ra làm luật sư đều biết mấy bây giờ mà làm điện thì cũng đủ sống rồi yeah. Điện công nghiệp thì ra làm điện mà thôi kệ đi giờ biết yeah. Làm sao cũng thích phải không ngành đó yeah. Thì ngành thích ngay từ đầu đúng không dạ yeah, ngành em thích thì thôi kệ thì nói chung là mình học cái gì vậy nếu mà mình thích đó thì mình cố gắng mình phát huy yeah. Còn đôi khi mà đối với so với xã hội cần với mọi người cần á thì cái ngành luật thì rất là ngon dạ. Nhưng mà đôi khi em học mà em thích thì nó cũng khó dạ vậy thôi thì cái nào em thích thì em cứ làm thôi anh hỏi thăm cái làm dạ. Trong mấy tháng dịch với trước đó là có nhà hảo tâm nào có hỗ trợ giúp đỡ cho em không dịch có một anh có gửi tiền qua tài khoản của em 2 triệu mấy em cũng không nhớ nữa thì là... có gọi cảm ơn người ta không dạ có rồi biết có ai nữa không dạ, có chú nào ở bên Mỹ cho quà cho đồ gửi dạ có quà có kẹo với ba lô rồi quần áo rồi đó rồi có cảm ơn chú không dạ có khi mà mình nhận được quà thì mình cảm ơn người ta thì người ta thì đối với họ cũng cần cảm ơn đâu nhưng mà cái phép lịch sự mình có đi học mà dạ. Nhận được quà thì nên cảm ơn cái nhà hảo tâm đó dạ. Thì Trung thì có số tài khoản thì hôm bữa thì cũng có nhiều anh chị cô chú xin thì Thảo có gửi số tài khoản của Trung để quý nhà hảo tâm nào mà muốn hỗ trợ cho Trung một ít học phí để đi học đó thì có thể chuyển khoản qua tài khoản cho giúp cho Trung giúp cho hai mẹ con thì cái trường hợp của hai mẹ con đây thì trước đó Thảo cũng có chia sẻ nhiều rồi nhưng mà hôm nay thì sau cái dịch đó, sau khi mà Long An họ nới lỏng giãn cách họ không có chốt chặn được không có phong tỏa nữa thì Thảo có dịp đi xuống Long An ghé thăm để cập nhật cái tình hình kết quả cái kỳ thi vừa rồi của em Trung cho cả nhà cùng biết thì hiện tại là Trung đã đầu vào cái trường cao đẳng kỹ thuật Cao Thắng ở Sài Gòn là em học ở chi nhánh chính luôn phải không cơ sở dạ. Chính ở quận 1 luôn đúng không dạ quận 1 rồi em có dự định là mai mốt lên là ở đâu chưa dạ em tại vì bữa đó cũng chưa biết tình hình dịch sao khi nào lên được thì tới đó em mới tính chứ giờ em cũng chưa biết sao nữa tại vì trường cũng có kiến túc xá rồi ở ngoài thì cũng có nữa nên em giờ cũng chưa biết sao luôn nhưng mà mấy cái nhà hảo tâm mà bữa hôm có hứa cho em ở thì em có thích không hay là em từ chối dạ em cũng không biết tại vì cái điện thoại của em điện không được tại vì mấy tháng trước á là em bị số lạ nó điện vô nó không có nói gì hết giống như là nó điện rác á nên em chặn hết trơn luôn giờ em điện số lạ không được vậy hả vậy thôi nếu mà mai mốt mà
tình hình nó ổn á, dạ. Nhà trường mới có kêu đi học lại thì em lên, dạ. Sài Gòn thì một là em liên lạc với anh ha, dạ. Thì anh sẽ cố gắng liên lạc lại những cái số mà bộ hôm có hứa cho em ở, dạ. Thì có thể được không? Nếu mà được thì xin ở, còn nếu mà em không thì em phải đăng ký ở ký túc xá của trường, dạ. Hoặc là em thuê trọ, cái đó giờ là quyền quyết định của em, cái đó, dạ. Là tự do của em. Thì nếu mà được cái quý anh chị cô chú nào mà hỗ trợ cho cái chỗ ở thì đỡ cái tiền tiền trọ, yeah. Ở thì lo chỉ có khi đó ngoài đi học thì có thể đi làm thêm để kiếm tiền mà lo học phí thôi, yeah. Ừ. Thì bây giờ là chỉ có một mình mẹ đi làm thì thôi đúng không? Dạ, yeah. Ừ. Có hai mẹ con. Dạ, hai mẹ con. Ừ. Bên nội thì không có ngó ha. Bên nội, dạ. Không có luôn. Dạ, thì con nghe cái hoàn cảnh của cô thì con biết rồi mà. Ừ. Thì bây giờ đi làm được thì thôi, cố gắng làm thì kiếm tiền tích lũy dần dần để dành thêm mà cho em nó đi học. Dạ. Dạ. Ừ. Thì Trung thì cố gắng ha. Dạ. Ừ. Học 3 năm đúng không? Dạ, học 3 năm. 3 năm thì cái năm đầu thì mới vô nó hơi bận rồi, xíu chứ đến cái năm 2, dạ. Thì nó ổn rồi. Mình có thể là thời gian rảnh thì đi làm thêm để mà kiếm, dạ. Thêm tiền để mà cho mẹ bớt vất vả. Cơm nước gì chưa cô? Dạ, ăn rồi. Dạ. Ừ. Vậy thôi, hôm nay anh Thảo ghé thăm, dạ. Sau dịch thì anh cũng có gì hết, có một chút ít tiền để dành được để hỗ trợ cho mấy cái người mà khó khăn trong cái mùa dịch này. Dịch thì anh không có đi được nhiều, dạ. Đó, nhưng mà sau dịch được thì cái hoàn cảnh nào mà khó khăn thì anh chia sẻ một chút xíu để mà đó, rồi, em cầm đi ha. Dạ, em cảm ơn anh. Ừ, rồi. Cảm ơn trong nước mà đến với con. Rồi, được rồi cô ha. Ừ. Thôi gắng học nha. Dạ. Ừ, rồi tiền thì mọi người về nhà hảo tâm thương cho thì cứ để dành nhé. Dạ. Rồi khi nào mà đóng học phí đồ mà để khỏi thì phải đi mượn người ta. Dạ. Ha. Ừ. Đến đây tôi hai mẹ con cũng khổ như vậy đó chứ. Dạ. Cũng cái nào mà và cái đó chứ. Dạ, cũng thụ chứ đâu có dám xài nhiều đúng không cô? Dạ. Dạ. Xài rồi mai mốt nó kêu học phí cái chạy đâu mượn đâu. Dạ, đúng rồi. Dạ. Để đó khổ. Nhưng mà nhớ cách cho cẩn thận nha. Ví dụ bỏ tài khoản đồ gì đó thì cẩn thận, ai kêu đăng nhập cái này cái kia thì đừng có đăng nhập vô. Dạ. Đăng nhập vô là nó tùy tiện biết đó. Em cũng không có rành mấy cái đường nữa nên em cũng không có dám vô. À, đừng có vô. Nó nhắn tin tới tài khoản mình nè. Nó kêu là yêu cầu đăng nhập vô rồi này nọ, thì em đăng nhập vô mật khẩu vô là nó chuyển tiền em đi hết trơn à. Dạ. Được chưa? Đừng có đăng nhập gì hết, có gì thì ví dụ họ báo là họ báo em bị cái gì thì em cứ lên làm việc và lên trực tiếp ở chỗ ngân hàng á. Dạ. À, thì hỏi là cầm cái tin nhắn này em hỏi là cái này có phải là của ngân hàng kêu em làm không gì đó. Dạ. Vậy thì yên tâm nhất, không, dạ. Có bị mất tiền. Chứ còn mà nghe tin nhắn tên nó bây giờ nó lừa đảo nhiều lắm. Dạ. À, thì anh dặn vậy đó. Đúng em rồi. Đôi khi hơi dạ. Hơi chậm á cho nên dặn. Dạ. Đừng có thấy nó nhắn tin tới mà làm theo là mất tiền á. Dạ, đó giờ em cũng không đọc tin nhắn nữa. Ừ đó. Ờ chứ không đọc tin nhắn luôn hả? Dạ không, tin nhắn lâu lâu thì em vô em coi sơ qua lần cái em xóa à, tại vì tin nhắn đa phần là tin nhắn của hệ thống không à, cũng không có gì hết. Đó, rồi anh dặn đi dặn lại, ví dụ nhà hảo tâm nào mà có cho tiền đồ thì cảm ơn người ta nha. Dạ. Ừ. Rồi vậy thôi. Con chào cô ha, con ghé thăm hai mẹ con ấy là con đi á. Dạ, cảm ơn chúng.